Xin chào cả nhà. Lan chuẩn bị làm chân gà xả tắc nha bà con. Thì ở đây Lan có mới bẻ ớt vô nè, rồi bẻ trái tắc. Đây có một củ tỏi, một muỗng cà phê đầy muối, một muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng nước mắm, 4 muỗng đường. Thì ở đây Lan có một tép xả. Thì bây giờ chuẩn bị Lan đi luộc giò gà nha bà con. Thì Lan bắt nước sôi lên, Lan luộc giò gà. Đây bây giờ Lan bắt nước sôi lên, Lan để vô 1 muỗng cà phê muối nha bà con. Mà muỗng này thì nhỏ hơn cái muỗng cà phê một chút xíu. Lan để vô khoảng không tới nửa chén giấm. Lan để vô đặng cho mình luộc giò gà nó trắng chứ không có gì hết. Đây Lan để xả vô, Lan luộc cho nó thơm nha bà con. Cái này nước nó sôi rồi, Lan để chân gà vô Lan luộc nha bà con. Để thả xả vô cho nó thơm, ngặn nó xuống. Cái này Lan luộc 15 phút. Giờ Lan chuẩn bị nấu nước giấm nha bà con. Đây Lan để nước lạnh vô. Nãy giờ 2 chén rồi, bây giờ đây là chén thứ ba nha bà con, 3 chén nước lạnh. Đầy 1 chén giấm. Lan để 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nếu bà con nào ăn bột ngọt không được thì mình khỏi để không sao nha bà con. Cái gì? 1 chén đường đầy. Lan để không tới nửa chén nước mắm nha, ít hơn nửa chén. Cái này Lan nấu nước giấm đường á, đặng chút xíu Lan ngâm chân gà đó bà con. Rồi bây giờ giấm nó sôi Lan tắt lửa được rồi đó bà con. Mà bây giờ mình muốn chắc ăn nó vừa hay không mình nêm lại chút xíu mình biết nha. Chua ngọt ngon lắm bà con. Bây giờ Lan tắt lửa nha. Đây nãy giờ Lan luộc qua 15 phút rồi, bây giờ Lan đổ nó ra, Lan ngâm lại nước lạnh. Nhận người thì để nước đá, Lan nghĩ không cần để nước đá cũng sao, mà con mình ngâm để nước lạnh mình xả tại cái nước ở Úc nó lạnh dữ lắm. Đó, xong để nó đi. Lan mới lấy cái kéo và con mình mới hớt cái móng này nè. Đó, bây giờ đang đi hớt móng nha. Qua đây cái thau nước lạnh nữa cho nó lạnh thêm lần nữa. Chặt nó cho ngọt, không ngọt là nó nước ra tùm lum bà con. Lăn tách nó ra gì nè. Đây, cái này nước giấm Lan nấu nó giờ Lan để nó nguội rồi nha bà con. Bây giờ Lan để xả vô, tỏi sắc miếng vô với ớt nguyền trái. Thơm phức rồi bà con ơi. Đây Lan quậy ra cho nó đều rồi mình để chân gà vô đây mình ngâm nha bà con. Sau khi Lan cắt chân gà gì rồi nè thì Lan để vô Lan ngâm. Ngâm ít nhất không phải 2 tiếng sau mình mới trộn tắc rồi vô mình ăn nữa được nha bà con. Còn không thôi mình để đó, mình 2-3 bữa nữa mình trộn cũng không sao. Tại cái này Lan làm giống như mình để gì nè, mình để vô trong tủ lạnh đó, mình để khoảng 1 tuần là 3 bữa. Rồi bây giờ xong, Lan để ở đây khoảng 2 tiếng sau Lan mới trộn tỏi với trái tắc vô. Đó bây giờ Lan để nó qua một bên nha bà con. Rồi bây giờ Lan sắc tắc mỏng ra.
Tại cái tắc này á, mình trộn vô là mình phải ăn liền nha bà con, không ăn liền là nó bị nhẵn á, cái vỏ này nè đó. Còn cái giấm á, mình ngâm ở đó mình để thời gian lâu nó không có nhẵn. Cái này là nửa chén đường đó bà con. Bây giờ Lan để nửa chén nha tắc vô. Cái này đáng lẽ có cốc, có xài đồ nữa để vô ngon lắm bà con. Mà mùa này không có xài sống gì hết á. Sao năm nay ít xài sống mà không biết nữa. Đang để vô ít hơn nửa chén. Cái này là nửa chén đường, ít hơn nửa chén tắc. Rồi. Ở đây là 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột, 1 muỗng muối ăn canh với nửa một muỗng, một nửa muỗng ăn canh bột ngọt. Rồi ở đây đang để tỏi với ớt vô. Cái tắc á, chừng nào mình ăn thì nó trộn sao nha. Cái này Lan đánh ra cho đều. Thì bà con cứ nêm thử đi, nó chua chua ngọt còn sao vừa ý mình á. Thì hồi mình mới trộn vô cái chân gà nữa, trộn nó chung với trái tắc. Giống như nêm nếm thì tùy khẩu vị bà con đi nha, bà con mình ăn sao thôi, sở thích mình á. Rồi Lan để đây nha. Cái chân gà nãy giờ Lan ngâm được 2 tiếng rồi nha bà con. Rồi bây giờ Lan vớt nó qua trong qua cái thau nha, Lan mới trộn nó nữa. Chừng nào mình ăn mình nó trộn như gì nè bà con, nó không có bị nhẵn nha. Lan gấp nó ra đây. Bây giờ mình ăn bao nhiêu thì mình trộn bao nhiêu thôi, mình đừng có trộn hết. Ví dụ bà con nào ăn không hết thì mình đừng có trộn hết, mình trộn ít thôi. Một số ớt Lan không sắc ra hết, nó cay lắm bà con ăn không hết. Đây Lan vớt ra hết rồi nha bà con. Bây giờ thì nói chung mình ăn gì thì nó cũng đã thấm ngon lắm rồi bà con, chứ không có cả ấy. Để cái nước sốt kia vô thêm ngon nữa để làm thử nha. Nó thấm ngon lắm rồi bà con. Bây giờ bắt đầu Lan để tắc vô. Cái nước sốt này nè thì tùy khẩu vị bà con nha. Bà con nào thích chua kiểu nào, ngọt sao, mặn sao thì mình để thêm bớt vô theo cái ý thích của mình đi nha. Ta nói 9 người tới 10 ý lần bạc. Giờ Lan để vô. Bảo đảm cái này thì cay dữ lắm rồi đó. Wow, ngon quá. Rồi bây giờ bắt đầu mình trộn lên cho đều. Nói chung cái trái tắc này mình để cho nó đẹp thôi bà con, chứ cái trái tắc nãy Lan đã chạm nhận cái nước nó ra rồi đó. Mình để thêm ở đây chừng nửa tiếng nữa mình ăn nó mới ngon nha bà con. Ngon lắm. Thèm quá thì ăn cục đại đi. Wow, ngon quá bà con ơi. Đây nè, ăn đại cục trước đi nha. Múc vô miếng sả. Múc miếng sả này ngon lắm bà con. Thơm ngon lắm. Rủ anh Liêm xuống ăn. Ngon quá bà con ơi. Xin chào cả nhà, Lan đã làm xong dĩa chân gà trộn xả tắc giấm đường nha bà con, chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Cái này mà mình ăn uống bia hoặc mình uống rượu rất là ngon. Mời bà con nên làm thử ăn đi nha bà con, rất là ngon mà cũng rất là dễ làm chứ không có gì khó hết. Bà con nhớ đừng có trộn cái trái tắc vô trước. Chừng nào mình ăn mình trộn tắc vô, tại cái vỏ tắc nó dễ làm cho bị nhẵn á. Nên bà con nhớ đừng có trộn vô, mình ngâm giấm đường gì mình để ăn có thể được mấy ngày. Còn cái Lan làm cái nước sốt riêng á thì bà con trộn vô sau.
rất là ngon, bà con có thể làm ăn thử đi. Thôi tới đây Lan xin kết thúc, khuyên bà con có yêu thích Lan cho Lan xin một like ủng hộ Lan dùm, thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con.